Alo, thân chào tất cả mọi người. Rất là vui khi gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình. Thì mọi người ơi, hôm trước mình có đi ve chai thì mình mua được một số cái món đồ. Hôm nay xin chia sẻ với mọi người, với những anh em có cùng cái sở thích đi ve chai, lựa những món đồ về để mà chế cháo như mình ha. Anh em nào thích thì vô xem, còn anh em nào cảm thấy mà không thích thì có ghé qua kênh thì cũng đừng có ném đá mình ha, cảm ơn nhiều. Thì đây là những món đồ, ngoài ra còn bên dưới này một số món một xíu nữa mình sẽ giới thiệu sau quý vị. Thì tất cả những món đồ này mình mua với giá của nó đó là 45k ha quý vị. Và bây giờ là mình xin giới thiệu một số cái món đồ bên dưới mình trước đi. Đây là những cái con chip, rất là nhiều con chip luôn, chip móc phép. Đây, ở trong tiệm ve chai người ta đã tháo sẵn ra hết trơn rồi, thêm mới là mấy cái bạc cái bản mặt nữa nè, những cái này là người ta tháo ra gì nè. Thì mình vô mình chỉ cần lấy về họ bán rất là rẻ luôn. Nói mà mấy con này không cũng là đủ tiền luôn. Đây rất nhiều luôn, rồi thêm mấy cái miếng nhôm tản nhiệt nữa nè. Đây, miếng nhôm tản nhiệt. Trong đó có hai mấy con phết này nữa. 1309, 13009 gì kìa. Đây, mấy con chan si to và mấy con phết. Đây quý vị, cả một nắm luôn. Đây, cả một nắm luôn nha. Chẳng hạn như con này là cái con này là con gì không biết, có những con mình biết xài. Đây, cái con đó là B Chanchito là có tên là B688 nè. Mình biết nè. Con này là con cũng là B688 nữa nè. Mấy con này mình xem trên Shopee thì giá nó dao động từ 6 tới 9.000 một con, 9.000 đồng một con. Chẳng hạn như đây là những cái con IC gì 2003 gì. Có con đó thì mình biết công dụng của nó. Còn có con thì mình cũng chả biết công dụng làm gì, nhưng mà mình sẽ nghiên cứu từ từ. Bây giờ mình mua về mình để đó ha. Nhiều lâu rất nhiều lắm. Đấy, thêm mấy cái miếng nhôm tản nhiệt này nữa nè. Đó. Trên miếng nhôm tản nhiệt cũng có con luôn. Cái con này gãy chân gãy cẳng hết trơn à. Rồi xài làm sao? Chân cẳng gãy hết rồi. Nhưng mà được mấy miếng nhôm tản nhiệt này cũng ngon lắm, nó dày mo. Đó. Như vậy là cái đầu tiên mình giới thiệu đó là mấy con chanh si to và mấy cái miếng nhôm tản nhiệt ha. Ok, rồi cho nó qua một bên đi. Đấy. Rồi tiếp theo mình xin mình mua được 4 cái máy hát nhạc. Đây có 4 cái máy hát nhạc. Ấy. Có cái thì nó còn cái nắp đít. Còn mà hết pin rồi. Mô phật. Có cái thì nó còn cái nắp, nhưng mà pin nó mất tiêu hết trơn à. Đó. Còn cái này thì nó mất tiêu cái nắp luôn à. Xài 3 pin. Ha. Rồi mình thử mang này luôn. Thử nó luôn. Con nó có xài được không? Thì mình sẽ lấy cái cục sạc ghim vô ha. Đây, ghim vô, điện. Giờ mình sạc cái này trước đi. Cái này mắc pin rồi. Cái này ghim sao ta? Cái này sao mà nó có cái này ngộ vậy? À, cái này hình như là nó gãy cái chui này nè, nó gãy cái này nó dính vô đây nè. Để mình lấy cái kìm mình tháo nó ra. Đây. Rồi, ok, đúng rồi nè. Nó gãy ngang luôn. Nó gãy ngang rồi, người ta gắn dính vô luôn. Quá hài hước. Rồi, ghim điện vô. Ghim điện đem du luôn. Ê, thấy cái pin nó đỏ đỏ rồi nè. Có pin đầu đỏ. Mở lên coi.
Mở lên, có lên luôn nè. Ý hát luôn. Hát mà bị giật. Cái này, cái trường hợp này là nó điện nó điện nó qua không đủ quý vị. Mình sẽ lấy cục pin mình thử nó nha cho chắc ăn. À, ở đây mình có máy viên pin nè. Pin này mình cũng đi mua dây chai được thôi. Ngàn mấy cho miliampere. Thử nó bằng máy viên pin đi. Viên pin này nhiêu vậy? 500 mấy miliampere. Gắn vô. Viên pin này 800 mấy miliampere. Rồi. Sao thấy anh thấy lên cái gì cho người? Ồ, gắn pin vô còn im gu luôn à. Ghim pin vô nó không vô cái gì ơi. Nó bị pin khác rồi. Pin đó nó xì củn nó gì rồi. Chứ người ta lên vậy là pin này phải lên chứ. Máy không mà sao không lên ta. Nhiều khi pin nó không tiếp xúc tốt nữa. Nhiều khi cái công tắc chỗ này nữa nè. Mình chế vô một miếng dầu. Đấy, rồi mình sẽ là rồi. Cái máy này còn hát được. Nhưng mà mình qua mình nhà mình nhìn nãy giờ không biết là hát bằng cái gì luôn. Không có chỗ nào để thẻ nhớ chứ. Mà nó để ở đây là TF là thẻ nhớ nè. Mình nhìn qua sơ qua là không thấy chỗ nào để thẻ nhớ luôn quý vị. Không biết là để hát chỗ nào luôn. Nó vẫn hát à. Pin không có viên nào mà mình gắn vô cái này được. Nó không có lòi ra. Nói chung là cái này xài được. Nó không có bị gì cái gì chứ. Ok, một cái máy hát nhạc xài được. À, cho nó qua bên đây đi. Tới cái máy này. Máy này có viên pin luôn nè. Mà mở nó lên ta. Mở lên thì ai đâu dục làm chi. Mở im gu luôn. Kệ. Ê, nó mới kêu cái kẹt kìa. Ý có thể nhớ luôn. Ok, nó còn có thể nhớ luôn kìa. Ê, nó hát nhạc hát nhạc. Ngon nha. Được cái thể nhớ luôn nè, còn dính thể nhớ này luôn nè. Nhớ này nhớ gì đây? Thể nhớ 2GB. Đây, thể nhớ 2GB. Được cái thể nhớ 2GB. Có được cái thể nhớ trong này luôn. On lên rồi. Pin còn xài được luôn chứ. Nhưng mà pin này yếu à. Mình phải ghim sạc vô. Đó, nó vô rồi chứ. Đó, nó hát nè. Ồ, được cái máy hát được luôn. Ok. Tiếp theo cái máy này. Cái máy này mà để mà ghim pin vô cũng khó lắm rồi nha. Nhưng mà mình sẽ ghim sạc trước. Test thử nó thôi. Đấy. Chán còn lên nè. Mở lên coi. Đấy, 2 luôn nè, vô luôn nè. Hát cái bem coi. Đấy. Bảo đảm là máy này hát được luôn. Đấy, được cái nữa ngon. Máy này không có pin, không có nắp luôn. Kiếm vô. Hòa hợp. Còn gu luôn. Đi lên thì gì hết. Ê, mới thấy cái chữ hi-fi nó hiện lên. Đây. Lên. Em coi. Rồi. Ồ, nó bị dập rồi.
Rồi, nói chung là 4 cái máy thì xài được 3. Đấy, 3 cái. Ngoài ra mình mua được cái cọng dây đèn led, không biết còn xài được không nữa. Đó, đây là cọng dây đèn led nè. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô thử coi. Biết đâu còn xài được. Hy vọng là vậy. Đây. Cấp điện. Ô, còn luôn kìa. Ừ. Còn chạy luôn nè. Điều chỉnh nè. Đấy. Chớp luôn. Ngon 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 ngon. Được một cọng dây. Rồi. Nguyên cọng dây đèn chớp. Đấy. Ngon lành chưa? Tiếp theo là được một mấy cái băng. Mấy cái băng cassette. Cố đêm gì. Cái này là gì? Mama 2 gì. Rồi nói chung là mua cái này về để mà làm kỷ niệm chơi thôi. Một thời gian sau là mấy cái băng này trở thành đồ cổ nè. Mình ra mấy cái tiệm mà bán đồ cũ, mấy cái băng này cái cũng giá cũng mấy ngàn, có khi bán 10.000 đồng luôn. Đấy, đóng băng luôn. Để làm kỷ niệm ha. Rồi. 4 cái bóng đèn led. Trong đó một cái bóng đèn to bự. Đấy. 4 cái bóng đèn led. Ê, thì mình để dành để sau này mình sẽ nhiều mình sửa ngược luôn. Chứ mỗi lần mà mình sửa thì đấy. Sau khi sửa mình sẽ test luôn ha. 4 bóng đèn. Mua được một cái này là cái tai nghe xịn nè, cái tai nghe có cái hiệu là Canon gì nè. Bóng dờn luôn, rất là êm, cọng dây này cũng vậy. Nó có hai cái là mà mình bẻ gãy à. Lấy cái này à. Cái kia nó bị hỏng rồi, gắn vô mà không biết có nghe được không rồi, mình thấy cái kia nó tan nát hết trơn rồi, nên mình lấy khúc này à. Bây giờ mình sẽ nghe thử cái coi. Ở đây mình có cái máy nghe nhạc mà mình đã mua rồi, mình về mình chế pin vô nè. Hát một cái nghe, mỗi lần sạc đầy nó hát đâu cả tháng nó mới hết. Ghim vô để mình nghe thử coi còn nghe được không. Ủa, có thể nhớ đâu nghe. Tiếng thể nhớ hồi nãy rồi, vì cái máy này có thể nhớ hết à. Máy nào có thể nhớ, máy xanh nè. Ê, cái máy xanh này có thể nhớ à. Đấy. Ghim vô hát coi. Nghe. Chưa hát cái gì nghe. Ê, sao nó chớp chớp nghỉ hát ta. Ê, nó hát rồi nè. Đó. Ô, nghe rất hay luôn trời. Nè, để gần cái mic này nghe nè. Nghe nè. Đấy. Ok. Ok, rất là ngon. Cái máy này có thể nhớ luôn nè quý vị. Máy này nè. Có cái thể nhớ trong này luôn nè. Quá đã luôn nè. Còn thể nhớ luôn nè. Thể nhớ này 2GB. Ô, được cái thể nhớ 2GB không ta? Được hai cái thể nhớ rồi đó. Đây, một cái nữa nè. À, hai cái thể nhớ. Đã à. Nói có thể nhớ không mà đủ vốn à. 45.000 cho một cuộc tình. Cái máy kia hư gắn vô máy này để dành xài. Này còn xài được. Máy này tốt nè, máy này người ta dán keo luôn. Dán keo bên ngoài luôn mà nó mắc cục pin, kiếm pin gắn vô. Đấy. Được cái tai nghe được. Rồi, tiếp theo đó là mình mua được mấy cái củ sạc này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ test mấy cái củ sạc này thử. Cái này cho nó qua bên trước đi. Để thử mấy củ sạc này cái hả. Đây là cái củ sạc. Nó có cái giá trị của nó là gì? 12V 1A.
bình thường thay thế dục liền gì đó chứ đi mua cũng tốn tiền không á. Tháo cục sạc này ra đi. Thấy không coi. Bình thường thì có mình nữa, mình toàn là mình dục liền không à. Nhưng mà đi khi đi mua rồi mình dặn thang đo đồng hồ về 20V, mình sẽ đo. Đây là que đen, đây là que ấy, nhìn cái đồng hồ chạy 12V 76, đúng bon luôn. Vì vậy là cục sạc này còn xài được. Vô bánh. Bình thường là chúng ta dục liền vậy đó. Nhưng mà tới mà cần nữa ha, đi mua nó cũng tốn tiền. Mà đâu phải mua là có liền đâu. Đâu phải chạy ra tiệm là mua là có cái này đâu. Đó. Cho nên đó là chúng ta phải trang bị sẵn ở nhà chúng ta. Đặc biệt là đi ve chai, thấy mấy này lụm về nó không có nhiều tiền đâu. Đó. Một cục sạc. Rồi đây là một cái cục sạc nữa. Cục sạc này thì nó hơi bị tan này. 6V. Mình thấy là đầu tiên thấy cục sạc 6V nó có đèn đó nè. 6V 500mA. Đèn sáng xanh luôn. Vậy là ngày nó còn xài được. Đèn sáng xanh. Đó. Rồi. Như vậy là không lên rồi, không vô, không có volt nè. Vậy là cục sạc 6V này xàm à. Kiếm lại coi. Rồi, vậy là cục sạc này là theo ông theo bà 6V, đèn xanh này nó cháy. Kiếm vô đèn xanh nó cháy mà nó không có. Rồi, cho nó qua một bên đi. Thôi thì cho nó qua một bên. Rồi, tiếp theo cái cục sạc này, nhìn màu trắng, nhìn đẹp vãi luôn á. Và cục sạc này nó có một cái thông số đó là 24V. Được 24V luôn. Đây, adapter 24V 650mA. Quanh cao vải. Ghim vô đi không có dám thoát khi khơi. Quanh cao nè. Ô hút rồi, có 20V nè, lên 200 đi. Đấy, 26V luôn. 26V. 24 bây giờ 26, 27 luôn rồi. 27 luôn. Chạy lát ra 5+V luôn rồi kìa. Đồng hồ mình xàm á. Cho nó là đấy, 24V à. Đúng rồi đó. 23V mấy. Hợp lý rồi ha. Đó. Ngon ta. Tự nhiên được cái cục sạc 24V nó đâu ra không biết nữa. Biết cái cục sạc này để làm giống gì, chạy đèn led quá. Cái này là mình nghi là người ta để dành chạy đèn led hay gì. Hai cục sạc. Rồi, tiếp theo cục sạc này nữa. Sạc này thì chắc 5V quá. Output. Quá nhỏ. 5V. Sạc này sạc đèn. Có cái đèn xanh luôn kìa. Thọt cho cái cân. Sạc này khó hư lắm. Rồi. 4+V, coi như 5V. Đó. Rồi ok. Như vậy là mình được mấy cái cục sạc ha. Đấy. Rồi dẹp cái đồng hồ này vô đi. Rồi tiếp theo mình mua được cái con khủng long bạo chúa. Đấy khủng long. Ghê chưa. Cái con khủng long này với cái đầu này không có nó không phải làm bộ nha. Mà tại vì mình thấy nó về cái mình gắn vô gì nè. Mà được luôn cái con khủng long đảo á. Làm mô hình trang trí được cũng đẹp. Cho nên lụm luôn. Kêu nến gắn vô cái là thành cái con khủng long. Giờ đứt cái đầu à. Này xài 2 pin. 2 viên pin. Biết nó còn xài được không nữa. Mà đa số là này nó xài còn xài được. Ở đây mình có 2 viên pin nè. Gắn vô chơi luôn. 2 viên pin thần thánh để dành nó để test đồ chơi đó. Đấy. Còn xài được, còn chạy được. Đấy. Đấy. Pin này yếu cái gì. Chạy chút xíu hết pin rồi. Rồi nhưng mà nói chung là đồ chơi mà. Đấy, đồ chơi mà, mua về làm mô hình chơi. Còn đây là không biết cái gì nữa. Cái này là cái gì ta? Mới xài 3 viên pin là. Gắn 3 viên pin này vô hết coi, chạy được không?
ngắt thứ ba, lát biết sao tháo ra nữa. Ê, 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 toàn nè. Ồ, ghê. Ồ, mày có hai cái lỗ gì ta? Ồ, thấy đi về chài chứ, mua có mấy món đồ ghê lắm. Đấy. Hài chưa? Đấy. Lấy ra khó giữ thằng ồn. Đấy. Được cái này ngon. Và còn món đồ cuối cùng đó là cái này chắc là cái đèn trung thu á. Nó cũng xài pin nữa. Mấy pin ta? Chắc 3 pin luôn quá. Y chang. Nhưng mà mấy cái này nó xét hết trơn rồi nè. Nhìn vô là thấy. Rồi gắn vô luôn. 3 pin thì 3 pin. Gãy cái này. Kim gu. Ba pin là 4.5V thôi ta. Nhiều khi mấy cái chân tiếp xúc này nó không có tốt. Nó bị sét ăn hết trơn à. Chứ mình nghĩ là máy này nó không hư đâu. Mình sẽ có một cái phương án 2, mình sẽ test thử cái này cái gì. Ô chân này nó bị ấy hết trơn à. Chân này phải chà nó lại sao đâu. Không lên. Nhưng mà mình có phương án 2. Mình sẽ sử dụng cái một cái cách này mà không được đó là thua. Mình lấy cọng dây 5V nè. Đó, mình sẽ ghim vô. Ghim điện vô. Đó, bây giờ mình sẽ đó là cấp điện cho nó. Đây là điện dương nè. Điện âm là chỗ này nè. Rồi mở lên coi. Đó chạy nè. Đó. Nhưng mà nó tắt lý do là mấy cái chân tiếp xúc này không tốt nè. Đó. Chạy nè. Đó. Đàn luôn. Đấy. Đã chưa. Ồ. Có bé nào thích không? Đấy. Quay im. Tên. Rồi, như vậy là ngày hôm nay mình mua được một số món đồ gia chay như vậy. Thì mình xin giới thiệu đến tất cả mọi người cũng như quý ông bà cô bác ha. Ai là những người có chung sở thích với mình đó thì vô xem thưởng thức kênh cho vui ha. Rồi, thân chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.